Kim Thanh xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sự đang có mặt tại lễ hội văn hóa ẩm thực. Camera quay lên giùm Sự. Lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định năm 2024, tinh hoa ẩm thực Việt. Đó, cả nhà mình thấy là rất là đẹp không ạ? Rồi, và đây là cái không gian ở ngoài khu vực đống đa này. Đó, camera men quay đó, thấy không? Rồi đây, bây giờ mình sẽ vào bên trong. Tụi mình đi buổi trưa cho nó đẹp nhưng mà nó hơi nắng á mọi người. Mình sẽ đi vào mình coi hội đua mô tô nước và mình đi ăn ẩm thực nha. Đi cameraman. Nắng lắm mọi người ơi. Để đi tìm cái mũ cho cameraman nè, hay mua cái mũ. Đây là lễ hội của Bình Định tổ chức rất là lớn nha. Bây giờ mình tại gian hàng bán những cái đặc sản của Bình Định này mọi người. Đây là món bún thịt nướng. Nhưng mà Sợ sẽ đi tìm cái chỗ mô tô nước cho mọi người xem trước. Mà bây giờ chị sẽ mua cái này đi vừa ăn. Đây lấy cho chị một cái hộp này. Rồi bỏ cái này chung vào cho chị luôn. À, tính tiền giùm chị. Đây là gian hàng gì em? Cái này vườn xanh hả? Dạ. Ẩm Tây Sơn. Ẩm vườn xanh. Đây nè, cameraman quay thẳng vào chỗ cái này. À, bán đủ thứ luôn ạ mọi người. Ở đây là khu vực ẩm thực cho nên. Rồi cho chị gửi tiền hả em? Dạ, 80. Cái này à? Dạ đúng rồi, một xiên là 20. 24 xiên. Rồi. Dạ. Đi rồi. À. Bả tương nha cho chị chung luôn không? Dạ. Đây nha mọi người, đây là camera vô đây nè. Đây là vô đây cho mát nè. Đây là cái cây nem này mọi người thấy không? Nem đây của Quy Nhơn, đây là cá lá ổi nè. Còn cái này là không có lá ổi nhưng mà Sự sẽ ăn chung với cái lá ổi cho mọi người xem thử cái hương vị ở đây bán có ngon không nha. Chua đủ rồi đó. Mình vừa đi vừa ăn à. Đó, mua tô nước mọi người nghe chị chủ nè. Chị bán ở đây luôn hay là bán ở đâu ạ? À, chị bán ở đây rồi, chị bán bên 80 Trần Phú Quy Nhơn em, vườn xanh. À, cửa hàng trái cây nhập khẩu và chè ít ngọt. Chị tên gì chị? Chị tên Nguyệt Anh. Chị Nguyệt Anh. Ở đây gian hàng đây là mình thuê bao nhiêu một gian hả? Gian hàng này là ở hội nghị này là miễn phí cho mình. À, vậy là được miễn phí, vậy là mình cứ bỏ đồ cho mình bán thôi đúng không ạ? Mọi người mà ở đây á, mà nếu như có đi thì qua 80 Trần Phú. Nếu như mà cái gian hàng ẩm thực này ngưng á thì qua 80 Trần Phú. Là ngày mai chị lên chị xem kênh Bắc Kim Thang Vlog rồi follow ủng hộ em nha. Chúc chị mua may bán đắt nè, quay gian hàng của chị này quá là đẹp luôn, vườn xanh đúng nghĩa luôn ạ. Camera thấy trời, dâu nè, cái dâu này nè, cái dâu này mình mua, mình đi ra mình coi đua cano nước em coi em ăn xong tí nữa em quay lại em ủng hộ chị nha. Ở đây cameraman thấy không? Quá hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình tính tiền rồi mình sẽ đi coi cano nước. À đây đây, trời ơi, cho em chia sẻ chút nha. Đây, cái gì vậy? Chè trái cây à? Chè trái cây của chị luôn hả? À, rồi, cái đây giờ cũng mua luôn. Có nghĩa là chỗ chị là bán đủ hết nè, chị cho trong đây cho nắng. À, mọi người thấy ở Quy Nhơn mình định Sự là dễ thương không? Đây, vậy là 80 Trần Phú là bán cũng đủ như thế này luôn hả chị? À, cái đây là cái menu của bên vườn xanh của mình ở tại ẩm thực cũng như là ở tại Trần Phú luôn đúng không chị? Với 15 Võ Thị Yến. 15 Võ Thị Yến hả? Có cơ sở với 15 Võ Thị Yến hả? Ủa? 15 Võ Thị Yến là à, vậy là 2 điểm 80 Trần Phú với 15 Võ Thị Yến nha mọi người. Ai có muốn ăn trái cây sạch nè, ăn những món ăn ngon cũng như là uống những cái nước trái ép trái cây rất là mát và đẹp nè, rồi có chè có đầy đủ á. Em chúc chị mua may bán đắt, em tính tiền em đi coi cano nước rồi cái gì em có đi ăn thì em sẽ ghé qua 80 Trần Phú với lại là 15 Võ Thị Yến, em ủng hộ chị nha. À, cảm ơn em. Dạ. Tính tiền giùm trời. Dạ, của chị 25 em. Không, dâu nữa. Dạ. Dâu với lại cái ép nữa. 275. Dạ. Bao nhiêu? 275. Dạ rồi. Dạ. Mọi người thấy Quy Nhơn của Sợ ai cũng dễ thương dễ mến đó. Anh nói là ai có đến ủng hộ thì đó đầy đủ hết tất cả nha. Bây giờ mình đi coi cano nước, em cảm ơn chị nhiều nha. À, thấy không? Ôi, cái ly này là bao nhiêu chị? 20 ngàn. Cái ly này 20 ngàn, ngon quá. Cái này mình có ship không ạ chị? Ship tặng nơi em. Chị có thể đọc số điện thoại của chị giùm em. 0971427578 nha cả nhà. 0971427578. Đó, rồi bây giờ chị có muốn chia sẻ với một tí không? Chị chia sẻ đi rồi sau này mọi người đến nha.
đây là cái micro của em đó, chị nói đi. Mời cả nhà ghé đến 80 Trần Phú hay 15 Võ Thị Yến, Quy Nhơn. Ở nơi này có mình phục vụ là trà trái cây rất là ngon, giá trị 20.000 một ly như thế này. Và chè ít ngọt gồm có chè Thái, chè Mít Tát và rất là nhiều loại chè khác. Dạ. Menu bên mình tới 12 loại chè đó. 12 loại chè. Trà trái cây này mình làm từ trái cây tươi hết và các loại trái cây khác đều có hiện có sẵn ở shop hết. Dạ, ở shop thì là có hai địa chỉ 80 Trần Phú với lại là 15 Võ Thị Yến. Số điện thoại thì sẽ ghi trên màn hình cho mọi người xem. Bởi vì em hay ăn chè mà em cứ đi mua. Bữa nay có số địa chỉ điện thoại của chị là chị ship được đúng không ạ? Đúng rồi, chị ship được tận nơi. Em là thích một, ăn lắm. Một ly chị cũng ship. Nhiệt tình quá, một ly cũng ship nha mọi người. Em cảm ơn chị nhiều, chúc chị mua may bán đắt nha. Cái miếng tay nãy giờ tắt giọng nói cho chị chứ không em sợ không nghe. Rồi em cảm ơn chị, bye bye chị nha. Em chào mọi người nha. Rồi vô bắt Kim Lan, Lan vlog follow chị nha. Bye bye kìa. Rồi bye bye tụi em nha. Rồi quá chừng luôn, sự mua đây là ra coi mua tô nước nè mọi người. Ôi đây đây cameraman đây nắng á, đây này cả nhà thấy không, các cái gian hàng quá chừng luôn nè. À, sự chia sẻ ẩm thực của Việt Nam mà Quy Nhơn của sự hôm nay nha. Đây đây là những cái gian hàng ẩm thực bán bánh hỏi cháo lòng là một trong những cái đặc sản của Bình Định đó mọi người, thấy không, quá tuyệt vời ha. Rồi đây là nhà hàng Hướng Dương nè mọi người. Em chia sẻ tí nha. Chào anh Duy. Hello em. Đây là anh Duy là phó chủ tịch của Hiệp hội ẩm thực sự. Đó, sự là ban chấp hành nha mọi người. Ban chấp hành là đưa vậy hả? Đây nè. Đây là áo của ban chấp hành của bên sự nè. Anh ăn này. Không, mệt rồi hả? Dạ, thôi bây giờ anh Duy mệt rồi, tụi sự đi chia sẻ tí nha. Okay, em chào anh. Chiều đông mới sáng mà thấy mặt quay về. Chiều em quay buổi chiều tối, bây giờ quay cho anh đẹp cho mọi người xem nha. Đây nè, thấy không, đây cái kem cái đồ quá chân này mọi người, đây cái dâu nữa nè. Bây giờ sự đi nè, đây mời cameraman uống miếng nước này, được sự chia sẻ cho cho các bạn uống miếng nước đi, nắng. Dạ, vậy là mình chưa về lạp sữa hả anh? Dạ, do lạp sữa. Dạ dạ, em chúc anh mua may bán đắt nha. Dạ. Là xưởng tôi một túi 500g 120.000 này mọi người. Em chào anh nha. Dạ. Em chào chị. Đó, mọi người thấy không? Các món ăn ngon đang có mặt tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Xúc xích chả á. Trời ơi. Sự là mê xúc xích rồi mê lập xưởng cho nên thấy mấy cái này hấp dẫn, sự chia sẻ mọi người nha. Đó. À, cameraman của sự bạn đó. Mọi người thấy nắng. Đây là những cây tré của thành phố Quy Nhơn nha, tỉnh Bình Định. Những gian hàng này thì đa số bán vào buổi tối á. Ban ngày thì mình đi coi đua mô tô nước, sẵn mình chia sẻ luôn cái phần mà à, trời ơi, cái bánh bèo. Đây là gian hàng Huế mọi người, hấp dẫn quá ha. Nhìn đẹp chưa? Huế là phải có bún bò Huế đúng không? À, ở người Huế nó ăn ngon lắm, hấp dẫn quá ha. À, sự chia sẻ được cái gì thì sự chia sẻ với mọi người nha. Rồi. Nắng lắm, thả tóc phải đeo kính cho nó mát nha mọi người. Quá chừng luôn à, chè rồi tùm lum luôn. À, những anh chị bán trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. Nhìn bánh đẹp quá à chị. Ủa đây là mình bán luôn à? Mấy cái này là chủ yếu cháu đi học bán cái màu trắng. À, mình có bán như ví dụ như cái này là mình bán. Ồ, nhìn đẹp không mọi người? Em kênh Bắc Kim Thang Vlog mọi người vào xem kênh ủng hộ em. Nè, bánh tay vàng. Dạ, đây là bánh ít mặn học sinh tự làm hết. Anh ơi, dùng lên. Đây là bánh đúc. Anh ít mặn hay còn gọi là bánh ít trần. Dạ, đúng dạ. Rồi. Bánh bèo nè, bánh đúc à. Bánh à, bánh phù thà đám cưới đám hỏi thì hay có mấy bánh này nè, su sê. Rồi chả chay. Ồ, chả chay đẹp quá. Đây là mình tự làm hết à? Dạ, đâu cô giáo đâu ạ? À? Có đào cà tạo chế biến món ăn với lại cô giáo nhà hàng. Cho nên là các em đã được đào tạo làm cái này, sinh viên đã làm luôn em. Dạ, ở đây đào tạo à? Cô giáo cho xem mặt tí à cô giáo? Đây các tỉa là học sinh tỉa luôn á chị ơi. Em nhưng cô mà cái này xíu nữa mình sẽ thay cái mẫu khác. Do giờ nắng quá. Nắng. Đây là sáng tỉa thay cái mẫu khác nó sẽ mới hơn. Dạ, nhiều mẫu lắm. Nhiều quay tiếp. Dạ, dạ vậy mình có thể cho xin... Cái mẫu nó sẽ đẹp hơn á chị. Dạ, vậy mình có thể cho em xin số điện thoại để ai muốn đăng ký học nghề. Dạ, rồi, có cái
Dạ, có cái thông tin ở đây chị. Dạ, đây. Chị cứ theo tham khảo đây. Còn nếu như mà người chế biến món ăn thì chị xin cái tập nhỏ này. À. Với lại nhà hàng bên này cũng có nhà hàng đây. À. Chị quay qua bên đây có một số món nước nữa này chị. Cũng không pha chế từ sinh viên của nhà hàng. Nhà hàng, nhà hàng. Đây mà ai mà yêu thích ẩm thực thì thấy món ăn cũng như những người đẹp này là rất là đây ạ. Dạ em đi chia sẻ ẩm thực của Bình Định, em kênh Bắc Kim Thang Vlog nha. Mọi người vào đăng ký kênh ủng hộ follow em nha. Rồi cái gì em sẽ đăng ký số điện thoại của mình lên trên màn hình. Ai có đăng ký học nghề thì sẽ đến bên trường cao đẳng đúng không ạ? Dạ rồi em cảm ơn, em đi coi kênh Nô Đu Quân Tí. Bye bye mọi người nha. Dạ bye bye. Dạ. Rồi, bánh xèo miền Tây cũng vào tới đây luôn nè. À, ủa khi nào mình ăn mình mới làm chứ anh? À, anh làm trước để em ngủ thôi. Còn này bánh xèo nó điển nước cốt dừa nè. À. Nước cốt dừa ạ. Ồ, nhìn hấp dẫn chưa? Điển nha. Con điển từ bánh xèo. À, đây là bông điên điển nè mọi người. Đó đó. Dạ. Bông điên điển. Anh là chủ ạ? À? Ghê, đang ngồi cắt cái đội nó đá rồi đó đó phải không? Cái kiểu miền Tây à, người miền Tây. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Chào trời, chúc chị mua may bán đất nha. Dạ. Dạ. Ai đơn như bóng người người. Dạ, bánh treo, bánh điện, xe miền Tây. Dạ, chị ở đây mình bán ở đây rồi mình xong là mình về lại hay là mình có chi nhánh ở đây không ạ? À, bán xong rồi mình đi nữa. Đi nữa. Thành phố Hồ Chí Minh. À chị. Chúng mình là những đầu bếp ở hội thành hội đầu bếp thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc hiệp hội thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ chị cho em hỏi thăm chị tên gì ạ? À, mình tên là Nguyễn Thị Thu Tâm. Chị Nguyễn. Phó chủ tịch hội đầu bếp thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Wow. Em chúc mừng chị nha, chị dễ thương quá. Chị có thể cho em xin số điện thoại của chị để mà mọi người sau này có yêu mến chị cũng như là yêu mến bánh xèo miền Tây á, bánh tre thì liên hệ chị không ạ? À được ạ. Dạ. Là 0909277226. Không. Và số của bạn Trần Quang Hải. Dạ. Là 0937, em quay nãy giờ rồi. Dạ 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 em chúc các anh chị thành công trong cái công việc mà đam mê ẩm thực của mình và đem những món ăn ngon đến cho ẩm thực Việt Nam cũng như là ra ngoài quốc tế nha. Em cảm ơn, em cũng là hiệp hội ban chấp hành hiệp hội ẩm thực của Bình Định mình ạ. Bản thân của rồi, chúng ta là đồng hội đó. Cộng Duy. Dạ của anh Duy ạ. Dạ anh Duy là phó chủ tịch nhưng mà cũng là ông anh nhưng mà anh vai em. Nhưng mà là đây là em của chị. Dạ cũng là em của em nhưng mà giờ là con trai á. À, bằng tuổi em không ta, em cũng nhớ nó ảnh như sinh năm tám mấy á. Dạ em nhớ nhỏ lắm nhưng không già đâu. Dạ rồi em chúc anh chị mua may bán đắt nha. Bánh xèo này em rất là thích ăn mà bây giờ em đi quay cái chỗ mà cano tí rồi. Tí nữa các anh em ghé qua em ăn nha. Bao nhiêu một cái vậy ạ? 60.000 một cái. Dạ rồi em cảm ơn chị Tâm, em chào chị Tâm nha. Dạ bye bye anh. Đó, mọi người thấy ha, thấy vui không ạ? À? Đây trời ơi, đây ông điện điện hát sao ta, em đi lấy chồng về nơi xứ xa đúng không ạ? À? Đây bông điên điện ở miền Tây có mặt tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định luôn nha mọi người. Đây là rau xà lách. Đây là nước chấm ăn bánh xèo như thế này là quá tuyệt vời, tuyệt vời màu sắc nha. Hương vị thì sự chia sẻ sau, nếu như tí nữa sự ăn nổi những món ăn ở mình. Cameraman ăn đi. À, cameraman ăn đi, cameraman. Để sự quay cho. Đó. Mọi người thấy không? Những cái gian hàng. Ôi dễ thương quá ha. À, nhỏ xinh xinh mới chế bưởi, lấy cho bữa này ngon lắm nè. Đây là gian hàng rượu. Đây là gian hàng rượu của anh Sâm phải không chị? Đây là gian hàng rượu của anh Sâm, chủ tịch hiệp hội ẩm thực của thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định của sự nha mọi người. Em cũng bên em của anh Sâm, em cũng là chung lính anh Sâm. Dạ. Cái gì lên kênh Bắc Kim Thang Vlog xem rồi chia sẻ giùm em nha. Đây là gian hàng rượu của anh Sâm, uống vào ngày mai vẫn tỉnh táo đi làm. Cảm
Rượu Hồ Tiên. Vẫn tỉnh táo đi làm nha mọi người. Sợ mẹ sợ uống rồi, sợ uống mà say không biết gì luôn, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy bình thường. Đúng rồi. Ở đây mình có thể giới thiệu về giờ rượu giùm chị giá cả không em? Dạ, bên em hiện có 3 dòng rượu chính của chị là có rượu nếp là 500ml là chai đây là 300.000. Rượu bào đá Hồ Tiên đâm trùng sâm. Rượu nào là rượu nếp? À. Đây là nếp mẹ. Em biết là 500ml đó chị. Rượu nếp 500ml. 300.000 đó. 300.000 đó. Còn đây là nhìn hấp dẫn không? Là rượu bào đá đâm trùng sâm là hiện đang giá là 495.000. Wow, bữa giờ chị uống chị tưởng mắc lắm chứ, không biết giá bây giờ mới biết này. Dạ. Uống miễn phí mọi người. Bên em có dòng rượu mới chị là rượu whisky APK là 40 độ ngâm trong thùng gỗ sôi. Hiện đang có giá là 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Dạ. Bên em là quy trình rượu rất là nghiêm ngặt, các chị được loại bỏ được aldehyde và methanol là những cái chất không tốt trong rượu, là khi nào mình rất là tốt cho sức khỏe. Như là cái này ví dụ đầu rượu đâm trùng sâm, mỗi ngày mình uống một ly á chị là tốt cho sức khỏe lắm chị. Dạ. Uống nhiều thì càng tốt nữa không em? Dạ đúng rồi. Còn như cái rượu APK đây á chị là mình sẽ nắm thơm dịu nhẹ của mùi gỗ sôi. Dạ, là 40 độ thì nó hơi nồng một chút, nhưng mà là thường là cái mùi nó là của whisky á chị. Ngâm bên em là ngâm trong vòng 5 năm là mới sản xuất ra á chị. 5 năm. Dạ. Tại chai đó là bao nhiêu, cũng là 450 ha. Dạ chai đây là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi luôn. Dạ. Cái nhóm cho 450 chai nào? Dạ. Cái này là 495.000 chị. 495.000. Dạ. Rồi. Các bạn giá là như thế này đúng không? Dạ đây chị. Đây là không biết sao tôi nhớ 450 cho anh xăm anh lỗ anh la quá. Bạn giá rượu đây là địa chỉ cũng như là số điện thoại đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Đây là bên em là có hỗ trợ giao hàng cả nước miễn phí tận nơi ạ. À, đây là địa chỉ số điện thoại và cái giá rượu. Mọi người thấy ở đây rượu sữa uống rồi nha, sữa uống miễn phí cho nên là sự không say nhưng mà sang ngày sau vẫn tỉnh, nó say nhưng mà vẫn tỉnh chứ không bị đau đầu. Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà không biết làm sao không biết làm sao mà rượu anh làm chế biến rất là ngon nha, rất là uống rất là dễ uống dễ chịu. Dạ bên em có bên nhà máy á chị, nhà máy là ở thôn Cù Lâm xã Nhân Lộc với chị là làng Bào Đá An Nhân. Dạ An Nhân Bình Định là ở làng Bào Đá luôn á chị. Làng Bào Đá là nhờ cái giếng nước giếng là đặc trưng ở Bình Định nên là nó mới ra được cái nguồn nước đó để là tạo được đặc trưng riêng của rượu Bào Đá ạ. Rượu Bào Đá là đặc sản của Bình Định, mà anh Sâm lại làm rượu tại ngay cái chỗ nơi mà sản xuất ra rượu Bào Đá nữa thì là nó là cái hương vị cũng như là cái chất lượng đó, thì mọi người yên tâm á. Đây là sản xuất ở công ty thương mại khoáng sản Tấn Phát gì đây này nha mọi người đó. Rồi anh Sâm là một người mà có tâm với lĩnh vực này lắm. À, cái lịch sử đây thì sự chia sẻ rồi mọi người đọc sơ về cái lịch sử này nha. Đó. Đây, mọi người cũng đọc sơ thôi rồi ai có muốn tìm hiểu kỹ thì cứ đọc sự quay kỹ cho mọi người nha. À, còn lại thì rượu này uống không chất lượng á. Không nghĩ là gian hàng của anh Sâm trưng bày quá là bắt mắt à mọi người. Cameraman có đứng ngoài nắng chi vậy cameraman? Cameraman ăn đi. Rồi chị cảm ơn em, chúc em buôn may bán đắt, chúc anh Sâm có những dòng rượu mà mang đến cho quý vị khán giả của chú anh chị và các bạn tại thành phố Quy Nhơn cũng như là trong nước và ngoài nước. Chúc anh buôn may bán đắt, em sự bắt trên thang vlog, kính chúc anh buôn may bán đắt và thành công trong cuộc sống. Bye bye em nha. Cảm ơn em, bye bye em nha. Mấy bạn dễ thương quá. Bây giờ sự sẽ đi tiếp đây nha mọi người, sự đang đi tìm camera đi trước rồi cho nắng. Sự đang đi tìm cái đường vào chỗ mà đua mô tô nước cho mọi người xem nè. Thì mô tô nước thì sẽ có chương trình đua từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là 16 giờ chiều nha mọi người. Tiếp theo là những cái gian hàng bí đao là nước ép mà mọi người có thể giảm cân này nha. Mọi người thấy đây là gian hàng Hàn Quốc hả? Gian hàng Hàn Quốc hả? Chúc mừng có số tóc là xích với lại tóc của mình là chỗ quét số tóc kia lên đó chị. Bây giờ là chị quay chị chia sẻ thôi chứ chị không có ăn được rồi tí nữa chị ra chị chị còn bụng rồi chị gian hàng cũng thật nhiều quá. Sao chị chụp ảnh ra nhận được thêm một chút mai nữa chị. Chụp ảnh hả? Để tí nữa. Vậy thôi để bây giờ chụp cho cameraman luôn đi. Cameraman vô chụp hình đi rồi nhận cái bánh ở đây. Đây à? Dạ. Đây gọi là gì ạ? Tóc cookie ạ?
Dạ em xin phép chị đọc lại giùm em biết được không ạ? Đây là gì ạ? Sụt tốc. Dạ, là cái tên của cái cây này nè ạ. Sụt tốc thì xin hỗ trợ. Giá bao nhiêu ạ? 30.000. Giá 30.000 hả em? Dạ. Rồi bây giờ camera em lại chụp hình đi. Lại chụp hình đi rồi. À, được nhận một cái bánh này nha mọi người. À, bây giờ là camera của Sự là lại chụp hình đó. Rồi. Rồi, vậy là được một cái bánh đúng không? Sao em? Đây là việc Hàn ngữ xe trong Quy Nhơn là của quận Trong Xanh. Hàn Quốc là có quan hệ với thành phố Quy Nhơn. Dạ. Là mình có chi nhánh ở đâu hay là chỉ có ẩm thực? À, của mình là viện Hàn ngữ nên là dạy tiếng Hàn ở địa chỉ 109 Trần Cao Vân đó chị. À đúng rồi, đây dạy tiếng Hàn hả? Dạ đúng rồi. À, đây là địa chỉ mà để dạy tiếng Hàn luôn, là hãy đến 109 Trần Cao Vân, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định của Sự nhé mọi người. Chúc mọi người vui may bán đất nha. Rồi chào cả nhà mình ha. Bye bye. Bye bye chị. Dạ rồi. À, chào cô. À, mọi người bây giờ chuẩn bị bán chiều tối à? À, chù cuốn đậu mắm tôm, món ăn yêu thích của mọi người. Chúc cô mang may bán đất nha. À, mọi người thấy không? Wow, một cái gian hàng mà có những cái đồ nhìn rất là hấp dẫn à. Giờ sẽ đi chia sẻ thôi với mọi người nha. Wow, đây là các món ngon vùng miền ở Sóc Trăng nè mọi người. À, bún nước lèo hả? À, giống như món bún của Ánh Cua hả mọi người? Ngon quá hả? Tí nữa ra ăn nha. Đây nè. Bún nước lèo đậm sản Sóc Trăng. Dạ, nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Mình cũng vừa giờ đó một cái lèo đậm sản Sóc Trăng. Ăn thì ghé không mời. Dạ, con đi chia sẻ tí rồi tí nữa con có ăn thì con quay lại nha chú. Dạ, cô sẽ đón nha. Dạ. À ơi, cái đầu cá lóc nè mọi người, trắng tinh luôn. Tôm nè mọi người. Đó, chả cá nè, heo quay nè, giống cái gian hàng của bún Ánh Cua. Đầy đủ luôn ha. Trời ơi, rau nhìn hấp dẫn không? Đây là những gì mà à. Rồi. Nắng mà cứ đi đâu ra ngoài đó vậy? Tôi chưa thấy cameraman tôi mà bà cứ đi ra ngoài nắng chi không biết nữa. Em chào anh, đây là món cơm lam ạ. Thịt nướng cơm lam. Trời ơi. Anh là đầu bếp hay sao? Hay là chủ ạ? Đầu bếp mà đẹp trai vậy. Có người yêu chưa? Em đang ế nè. Mấy ông kia có người yêu chưa? Em đang hai tụi em đang ế. Hết kẹo đi vợ ta đang. Đây là rau à, đây là mình chuyên là cơm lam thôi ạ. À. Mình có chi nhánh ở đâu không ạ à, chị? Mình tên nào vậy chị? Em ở Bắc Kim Thang Vlog ạ. À. À dạ. Em cũng là hiệp hội ẩm thực, em là cũng là trong bên hiệp hội ẩm thực của Bình Định luôn. Dạ. Chị có thể chia sẻ là cái đây là của mình hay đây là gian hàng của tỉnh Lâm Đồng á chị? À, tỉnh Lâm Đồng luôn ạ. Dạ. À. Dạ, chị là chủ hay là gì ạ? À, mình là chủ của thương hiệu Hana Eco Chance ở Đà Lạt. Dạ. Thì bên mình là sẽ có là from farm to product to table. Là bên à, thì hiện tại là bên mình đang có là mang theo một cái chuỗi giá trị của Hana với lại là có farm, bạn có thể thưởng thức các loại rau nông sản hữu cơ như là cà chua, trứng sữa và cà ớt là ớt trái cây. Cái đây là mình ăn miễn phí hay là? Đúng rồi, cái này để cho khách trải nghiệm miễn phí luôn á. Mình sẽ thử cái salad này, mình chấm với lại cái sốt này là sốt salad ở Đà Lạt ha. Rồi này cái rau này ha, mình dùng cái rau salad này nha. Dạ, đây là salad. Đây là salad thủy tinh. À, canh tác là hữu cơ, không dùng hóa chất ha. Mình nhúng xuống rồi mình ăn thôi à. Dạ rồi, thôi lấy tay đi. Rồi đây xong mọi người nha. Ừ, cái nước sốt ngon quá. Dạ, cảm ơn chị. Cái này là được làm từ cái chai da sốt này à. Đây. À, bao nhiêu một chai này ạ chị? À, một chai này là 70.000. Mọi người ơi, cái nước sốt á nó không chua lắm mà nó vừa ăn lắm nha mọi người. Cái này đã được làm sẵn rồi, mình chỉ về mình rưới ra là xong thôi, rất là tiện luôn. À, rau này là rau cải keo, một cái loại rau có vị nhẫn đắng, nhưng mà khi trộn với cái sốt này nó sẽ không làm cho rau đắng nữa. Rồi, cái đặc điểm của cái rau này là như vậy. Quá ngon luôn, tôi sợ vừa ăn xong thôi sao
nó cá nhặn nhặn, sau bắt đầu ăn cái nước sốt vô nó tan trong miệng là nó hòa quyện luôn. Rồi bây giờ thì mời mình thử cái cà chua ha. Cà chua mình ăn không thôi, cái là cà chua trái cây, nó có hậu vị rất là ngọt và nó có vị thơm của trứng sữa, tại vì cà chua này là phun trứng sữa. Ngọt không ạ? À? Ngọt đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thử cái ớt này nha. Ớt này mình chấm với cái sốt ớt luôn ha. Chấm vô luôn ạ? Đúng rồi. Wow, sẽ mời mọi người nha. Rồi cái sốt này nó rất là vừa với lại cà chua đúng không? Sốt này có thể chấm với các loại rau, củ, quả cũng như là thịt nướng hoặc là hải sản nha. Cái sốt đó là chai này hả? Đây là chai này đây. À chai này nè mọi người. Đây. Sốt ớt. Vậy đây địa chỉ của mình, số điện thoại mấy hả chị? Đúng rồi, địa chỉ này là ở Đà Lạt nha, H100 Nguyễn Thị Nghĩa. Dạ, H100 Nguyễn Thị Nghĩa, Lâm Đồng. Rồi đây, quá ngon luôn á. Cảm ơn chị nha. Rồi à, cái này nhìn cái vị hấp dẫn nè. À cái đó là sốt mè rang, khi mà mình trụng sau đó xong mình có thể rưới lên trên ha. Trời ơi, chị đọc số điện thoại lại giùm em một tí rồi, cái gì ai có muốn mua rồi. Cái sốt này thì nên liên hệ. Bây giờ là mọi người có thể liên lạc với lại Hana Eco Trends, trong đây là có rất là nhiều mảng và có cái số của điện thoại cuối cùng là số điện thoại của bên mình nha. Dạ, đó là bên mình là có phong farm nè, có farm nè, có làm ra sản phẩm nè, và là có nhà hàng phục vụ rau hữu cơ đầu tiên ở Đà Lạt. Rồi mọi người qua đây mọi người có thể tham quan được các sản phẩm trà khác của Hana nha. Đây là cái dòng trà mâm xô, trà cây cao của chị nè. Đấy, chị giới thiệu giùm em, còn đây là số điện thoại chị đọc giùm em. Đúng rồi, số điện thoại là 0975465690 mà các bạn ha. Các bạn có thể đến Đà Lạt liên lạc với lại bên Hana qua số điện thoại này. Nhưng mà mình vẫn có thể gọi điện, mình đặt qua các tỉnh. Đúng rồi, chính xác. Cái hàng trà với nước sốt. Đúng rồi, tất cả sản phẩm là Hana đều có ship, nhưng mà ở mỗi tỉnh thành thì sẽ phí ship và dựa vào cái nhà xe. Ví dụ như ở Quy Nhơn Bình Định mình thì mình sẽ gửi nhà xe là Phương Trang. Còn cái này là bên mình là vì có farm nên sẽ có là phục vụ và rau củ quả hữu cơ luôn các bạn. Đây là tất cả các dòng rau được canh tác không dùng hóa chất ở Đà Lạt nha. Em rất là thích cái dòng cái nước sốt ở đây. Em chúc chị mua mai bán đắt rồi. Em chắc chắn cũng sẽ là đặt những cái dòng nước sốt, dòng nguồn hàng ở đây, bởi vì em ăn vào rất là ngon á. Nhưng mà đặc biệt là nước sốt em sẽ đặt mua. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị, chúc chị mua bán đắt nha. Dạ. Bye bye chị chủ dạ hơn. Dạ, chào chị. Dạ. Em cho bắt Kim Thang Vlog chị vào xem và follow nha. Dạ. Ai mọi người thấy không? Đây là cái nãy là sự thấy thịt nướng cơm lam là thiếu nè, đây cái gà nướng cơm lam là mua đúng nha mọi người. Hai cơm lam không hả? Đó. Dạ. Tí nữa bây giờ mình đi coi đua thuyền đây, xong rồi tí nữa mình quay lại đây. Rồi bây giờ mình cùng nhau thẳng tiến nha. Đây là gian hàng gì trời, nhìn cái ly này mọi người ha. Trời nắng mà trà dâu, trà ổi, trà Việt Quốc là nè mọi người, thấy cameraman quay sát và cho mọi người xem nè. Ôi trà thái xanh nữa đẹp quá. Đây là thật hết nha mọi người nè, lung linh nè. Thật hết đó nha. Đó. Quá tuyệt vời ha. Rồi, đây cameraman, đây là cũng có những dòng rượu khác nhau ha. Wow, đây là ẩm thực nông nghiệp đây nè, bánh mì heo quay ha. Phải đi xin cái mì cho cameraman á. Cầm cực quá ha. Trời ơi, nguyên con heo quay ăn bánh mì nữa còn gì bằng mọi người. Ăn xong rồi xỉu luôn. Đây là thịt heo rừng lai được nuôi bằng thảo dược này mọi người. Đây là nông nghiệp xanh. Số điện thoại 0925199799. Mua một bánh mì heo rừng quay tặng một nước suối ướp lạnh. Đó, cao hướng mại rất hấp dẫn ha. Đây là nguyên cái đầu heo này mọi người thấy không? Camera xe ra đây nè. Đứng ơi. Bạn này bạn trắng rồi, bạn có thích tắm nắng à? Đây. À, thấy không? À, nước sốt, đây là đang chặt heo quay rồi mọi người. Món heo quay là ai cũng yêu thích đó. Chặt cái anh đẹp trai quay heo kìa. À, thấy không? Rồi. Chúc mọi người buôn bán đắt nha. Vào kênh Bắc Kim Thang Vlog xem kênh ủng hộ em nha. Kênh Bắc Kim Thang Vlog. Vlog luôn nha. À, bye bye, chúc mọi người buôn bán đắt. Quá vui luôn. Hôm nay đi buổi trưa nắng mệt đó nhưng mà vui á mọi người. Nắng lắm. Đây là cá rượu cần nữa nè mọi người. Thấy không? Rượu cần rồi cá cơm lam, cá thịt nướng nữa nè, nhìn hấp dẫn quá à. Ước gì mà chiếc bụng không đấy để được thưởng thức hết tất cả các món ăn ngon. Đây mình chia sẻ thêm một cái khu ẩm thực nữa rồi, mình sẽ tới ngay cái chỗ mà đua cano cho mọi người xem nha. Đây là đặc sản bún rạm châu Trúc. À, phù Mỹ của sợ nè mọi người, đặc sản bún tôm bún rạm châu Trúc Mỹ Châu phù Mỹ. Đây. Ủa mình đang là khách ai hay là mình là
Ồ khách à. À, các anh ăn hết sạch luôn hả tô, bún rạm Phú Mỹ rất là ngon nha mọi người. Dạ, em kênh Bắc Kim Thang Vlog, các anh chị vào xem kênh ủng hộ em nha. Dạ, kênh Bắc Kim Thang Vlog. Dạ. À, hai tụi em cũng đang đang lên trên này tìm người yêu à. Dạ. Dạ, anh cứ vào kênh em có số điện thoại, có địa chỉ nha em luôn. Dạ rồi, mình đi qua coi đua cano nha mọi người. Vui quá mọi người ơi. Nói chung là một cái không khí rất là hứng khởi và rất là vui ha. Đây nè, tới nơi rồi nè. À, đây là khu vực đi vào nha. Quá chừng người, có cái dù có mũ sao tôi không có gì hết vậy trời. Chết rồi, đây. Cameraman tìm ở chỗ nào đây, chui vô đây trốn cái cameraman. Đi tìm cái đường nè, có cái mát nè. Mới mượn được cây dù nha mọi người, mượn được cây dù, bây giờ mình xuống mình ăn rau, mình quay chia sẻ mọi người về cano nước nha. Rất là nắng luôn á, mây nè thấy không, mọi người thấy các cây dù rất là mát á. Đây là khu vực mà mình đi xuống mình quay cano nước nè, mọi người thấy không khí buổi trưa mà rất là náo nhiệt á. Đây đây bắt đầu là cá. Ô mọi người có nghe cái tiếng chưa đó. Cái này mà cầm xuống mà ăn thì thôi, không còn gì vậy. Ở đây có toilet dễ thương quá hả. Trời ơi. Đây à, mọi người thấy không, trưa nắng ở đây. Bây giờ mình xuống, cameraman lại đứng đây quay luôn nè. Đây mình. À, mình đứng đây mình quay đi, bỏ cái ly nước lên đây đi, cameraman zoom ra, cameraman zoom ra. À, bây giờ là mọi người đang đua mà. Đua làm sao ta. Ok, đi qua kia thôi, đây đây cameraman. Hả à, hả à, cứ quay quay cái mô tô đó, cameraman đi đi đi, chi dù ra đó đó, chạy tùm lum. Wow, zoom rõ ra, cameraman đưa cầm này cho cameraman zoom zoom ra coi cho nó hấp dẫn ha. Ai trời 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 ai. Ủa đua là sao ta, hai chiếc hả mọi người? Nhìn đầm Thị Nại của Quy Nhơn Bình Định sợ đẹp không ạ? Trời ơi nắng lắm á. Đi ra phải là sức khỏe với lại là quen này, chứ không là nắng chịu không nổi luôn á. Sự mới tắm ra đây mà bây giờ là nóng người rồi. Wow, cameraman quay rõ không? Thấy rõ không? À, đi tìm quay quay sự chi, đi tìm quay đá cano nước cho mọi người. Này. Đó, đây là lễ hội ẩm thực, bây giờ là gồm có những cái gian hàng ẩm thực buổi trưa với lại là từ 9 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều là mọi người xong cái phần mà cano nước này nha mọi người. Quá chừng chừng, trời ơi có play cam nữa kìa mọi người. Ôi đây là, đây là giống như phòng biểu diễn ha, camera ha. Có nhiều người hỏi là cameraman là gì. Cameraman là chuyên luôn là cái phần mà edit rồi luôn á mọi người, âm thanh rồi tất cả mọi thứ á. Có nhiều bạn thắc mắc là camera và cameraman. Wow, giờ là giống như là biểu diễn á chứ không phải là đua ha. À, thấy rõ không camera men? À, có nhiều người kêu nhanh là caramel nhưng mà nhiều cô chú anh chị cũng lỗi phải là sao không camera men mà là caramel, kêu cho nó nhanh nhưng mà sợ cũng thích kêu đủ từ à. Wow. Sợ cũng biết chạy cái này nhưng mà sự ngồi trên cái cano mà có mình ngồi không phải đứng đâu nha mọi người, là sự chạy cũng rất là tuyệt vời á. Lần đầu tiên sự chạy mà sự chạy từ biển Hải Âu, từ Hòn Khô về biển Hải Âu rồi đó, tình hình là như vậy á. Thôi bây giờ tụi mình đi
tưởng là ra đứng mát á rồi cầm cái này thì ăn, nhưng mà nắng quá mọi người ơi, thôi đây. Ồ, bây giờ mình đi qua cái chỗ mình ăn đi camera. Qua cái chỗ ăn bánh xèo. Đây mọi người ơi, bây giờ xong cái phần mà sự chia sẻ về cano nước rồi, bây giờ mình vô mình trẻ cái vô này rồi mình ăn món bánh xèo. Đây là cái bảng hiệu của bếp nhà xứ nổi nè mọi người, thấy không? Bếp nhà xứ nổi vô trong này thử là xem bán gì đây nha. Ồ, nhìn trang trí đẹp quá hả? Đây là gì đây? Bếp nhà xứ nổi không có? Ồ, có sườn cù đúc lò nữa nè mọi người. Sườn cù đúc lò, lá ế, é. Bánh xèo tôm nhảy, wow. Mắt cá ngừ đại dương. Mọi người thấy không? Camera qua đây lia thẳng vô này cho mọi người thấy. Quay đây vô này mà camera bên. Đây nè. Đây này có gồm có món sườn cù nè. Sườn cù đúc lò với lá é. Giá 290. Rõ sát. Rồi ok. Đây bánh xèo. Bánh xèo tôm nhảy. Đó mọi người thấy không? 95. Mắt cá ngừ đại dương 115.000. Wow, hấp dẫn quá ha. Đây là cái gian hàng trưng bày này. Nhìn dễ thương ha. Xa xa đang chúc cameraman là thấy có nhà tranh, nhà đồ đó. Đẹp không? Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây. Mình coi thử món ăn ở đây là gì. Đây em chia sẻ với chị nha. Cho chị gửi cái vô tí. Nắng quá đi ra chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn về cái chị. Bây giờ vô đây cột tóc ăn bánh xèo Bình Định chia sẻ với mọi người nha. Đây là bánh xèo tôm nhảy của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nè. Nhìn lá bánh xèo rất là hấp dẫn ha. Có cái chén chấm nè, có rau luôn, đề cao quá đẹp. Đây là món sườn cù. Cái sườn cù này cũng ngon lắm nha, mọi người sợ ăn ở Sài Gòn rồi. Ở dưới này là những cái mặt hàng. Đây là mình là đầu bếp à? Dạ vâng. Đây là món mắt cá ngừ, một trong đặc sản của khu vực biển vùng biển Phú Yên Bình Định. Là đặc sản ngon nhất là nằm ở cá ngừ bắt ở khu vực Phú Yên Bình Định này, rất chi là ngon. Còn cá ngừ có được hai cái mắt cực kỳ giá trị về chất dinh dưỡng và giá trị về vitamin và khoáng chất ở bên trong, rất chi là ngon. Anh tên gì ạ? Dạ em tên là Lương ạ. Anh Lương là đầu bếp ở đây, là bếp mình là ở Quy Nhơn hay ở Phú Yên ạ? Dạ bếp em ở Quy Nhơn. Em là địa chỉ của mình là bao nhiêu ạ? Dạ số của bên em đang ở số 16 Nguyễn Huệ, khách sạn Pleur de Lis Quy Nhơn. Số điện thoại của mình là số mấy ạ? Số điện thoại bàn thì em để em cập nhật lại. 16 Nguyễn Huệ ạ? Dạ vâng, số 16 Nguyễn Huệ. Mọi người có muốn ăn những cái món ăn ngon mà chuẩn bị sự chia sẻ thì mọi người đến 16 Nguyễn Huệ. Khi mà các gian hàng ẩm thực tại thành phố mà ở đường Đống Đa mình kết thúc thì mình sẽ muốn ăn những món ăn này thì mình xuống 16 Nguyễn Huệ nha mọi người. Mình kênh Bắc Kim Thang Vlog, bây giờ mọi người vào xem kênh Bắc Polo. Mình cũng là bên ban chấp hành của Hiệp hội ẩm thực Bình Định. Dạ vâng, cảm ơn. Rồi bây giờ thì mình chắc là mình muốn ăn bánh xèo để chia sẻ với mọi người. Vâng, mời mình vào bên trong trải nghiệm bánh xèo. Tại đây nhìn rất là dễ thương ha mọi người, chắc cũng còn trẻ tuổi, bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ em mới có 35 tuổi thôi. 35 tuổi, có người yêu có vợ gì chưa? Dạ năm nay thì cũng chưa có vợ nhưng đã có gia đình ở nhà. Ủa là sao? Năm nay chưa có vợ. Nhưng mà em đã có một gia đình nhỏ ở nhà rồi ạ. Là ba mẹ anh chị em đúng không? Dạ không, có gia đình nhỏ. Còn ba mẹ anh chị em là một gia đình rất lớn. Chưa. Có vợ rồi nhưng mà có người yêu chưa? Chưa có vợ, vậy là có vợ rồi. Nhưng mà hơi hại não chút thôi. Đâu giới thiệu với ở nhà đây là anh. Em chào anh. Anh nhớ em không? Đây. Ôi sự. Ê sự Bắc Kim Thang. Ê, đây là một anh khách hàng cũng thân quen từ lúc mà sự mở nhà hàng, anh cũng hay ủng hộ sự. Anh rất là đẹp trai, mọi người cũng rất là kỹ tính về ẩm thực luôn á. Nhưng mà hôm nay em sẽ đến ăn, anh ăn của bên em rồi, giờ em ăn lại bên anh. Ăn lại bên anh sẵn sàng ngay, đừng ăn anh là được. Em sợ anh bắt câu đấy, em nói rõ đủ đầy. Em chúc anh mua may mắn bắt thành công trong cái lĩnh vực nhà hàng của mình phát triển mạnh. Hôm nay em chia sẻ rồi, ngày mai em sẽ đăng kênh lên anh xin. Cảm ơn em. Mọi người thấy anh dễ thương. Rất vui được gặp lại em. Dạ. Còn cái gì số điện thoại em ở trên kênh đó, cái gì anh lưu rồi nha. Dạ rồi. Anh có muốn chia sẻ gì về cái nhà hàng cũng như món ăn ở mình không ạ? Việc đó anh để bên chuyên môn bếp, phụ trách bếp chia sẻ. Dạ, bếp bây giờ chia sẻ rất là nhiệt tình rồi. Em cảm ơn anh, có gì thì em qua bên nhà hàng anh chia sẻ thêm nha. Anh đẹp trai nữa mọi người, dễ thương lắm. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh. Dạ rồi. Sự mời mọi người vào bên trong để chọn món ăn. Dạ anh. Bây giờ là đây là gian hàng bếp của mình ạ. Ôi đây là mình bán cái món này, món gì vậy? Sốt. Sốt sườn cù vậy chị.
Đây này mọi người, sốt sườn cừu này mọi người. Nhìn hấp dẫn không? Đó, nhìn xét vô camera mình. À, cái sốt sườn cừu này nè mọi người, nhìn cái nước rất là xanh đẹp ha. Rồi bây giờ là mình sẽ làm cho bánh xèo cho mình nha. Bây giờ đây là các bạn chuẩn bị đồ bánh xèo để sự quay cho. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ bạn đầu bếp, bếp trưởng hả em? Dạ vâng, em đang quản lý ở tại gian quản lý hả? Vâng. Rồi, em chia sẻ cho chị cái món đặc trưng ở đây rồi để chị chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn. Rồi sau này ai mà muốn ăn, nếu khi hết gian hàng ẩm thực thì sẽ qua bên đó hả? Dạ. Cho chị xem vâng, tí. Cái món đặc trưng ở gian hàng của bên em là hiện vẫn đang tại là bếp nhà sư nấu. Rồi. Món đặc trưng ở bên em là sườn cừu đút lò với sốt lè, một trong những loại rau thơm rất đặc trưng của khu vực Phú Yên Bình Định mình. Rồi. Được bằng sốt lè. Và ngoài ra có những món rất chi là quen thuộc với người dân Quy Nhơn Bình Định mình, đó là các món như bánh xèo tôm nhãi và mắt cá ngừ đại dương. Bánh xèo tôm nhãi và mắt cá ngừ đại dương. Dạ vâng. Rồi bây giờ thì món mà mắt cá ngừ đại dương Sự có chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn rồi, bây giờ Sự sẽ ăn món bánh xèo tôm nhãi nha. Bây giờ mình sẽ quay những cái món ăn để mà mình đây nha mọi người. Đó. Đây món bánh xèo. Mọi người nghe cái xèo. Nghe một cái xèo. Đấy là đặc trưng của món bánh xèo. Bánh xèo tôm nhãi. Rồi, bánh xèo tôm nhãi bỏ tôm vào. Tôm này là tôm đất đúng không ạ? Đúng rồi, tôm đất được làm sạch, sơ chế sạch. Ngọt lắm mọi người ơi. Tôm cực kỳ ngon. Nhưng mà cái tay gì rồi ăn nó có bị lòi thịt không? Dạ, không sao đâu chị. Bị lòi thịt không mọi người. Không sao. Đó. Đây là cái bột bánh xèo này là mình làm bằng gạo gạch á. Đúng rồi, bột bánh xèo này được làm từ gạo đấy. Gạo gạch đúng rồi. Gạo gạch đúng rồi. Đây là bạn đang quậy lên, nó màu rất là đẹp ha. Dạ. Đó, xèo nha mọi người. Nắng quá nó ché luôn, sự quay không kịp à. Bạn đổ cũng nhanh tay quá hả? Bây giờ có bán bánh xèo không em? Dạ có chị. Các bán bánh xèo ở đâu? Bán lâu năm chưa? Thấy đổ nhanh vậy? Mấy thua bạn quay không kịp luôn. Rồi, thì còn cái món sườn cù sốt lá é rất là ngon đúng không? Đúng rồi, thì kiểu là sốt lá é một trong những món rất là ngon. Này, chắc Sự cũng chia sẻ thêm cái món đó đi, còn mắt cá ngừ thì đã Sự chia sẻ, đã chia sẻ rồi. À, cái đây là cho thêm dầu vào em, cho nó giòn đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ làm thêm cho Sự sườn cù sốt lá é thì cái đó mình có thể chia sẻ nhẹ về cái cách làm được không? À, sườn cừu rồi. Cái sườn cừu này thì mình được nhập từ Úc về. Và sườn cừu được chọn lọc rất kỹ, tẩm ướp với các gia vị truyền thống và nướng trên lửa than. À, sau khi nướng thì sẽ được rộn một lớp sốt lá é lên chấm ăn kèm. Và ăn kèm với món sườn cừu sẽ có khoai tây cắt sợi và khoai tây bổ mũi cao rất chi là ngon. Dạ. Rồi, làm cho mình một phần đó. Rồi. Thì cái đó ăn kèm với gì, bánh mì hả? À, không, cái này chị ăn kèm với bánh mì. Thì không có, mà ở đây chúng ta sẽ có là khoai tây chiên. À, khoai tây chiên. Rồi. Để có rượu gì để uống kèm không? Thì ở bên quầy trang hàng đồ uống ở bên này thì ở đây chúng ta bán nước thì có loại nước ngọt. Rồi, vậy thì hôm nay mình ăn mình chia sẻ thôi nha. Rồi. Hôm nay là Sự đi chia sẻ ẩm thực cho nên cũng không có mang theo bia rượu gì hết trơn á. Có cái gian hàng rượu của anh Xăm nhìn hấp dẫn á. Cái đây thì mình mất thời gian khoảng bao nhiêu phút là mình làm ra một cái bánh xèo giòn ngon ra mâm à? Thì khoảng 3 phút thôi, 3-4 phút. 3 phút. 3 phút. Sự thích ăn bánh xèo giòn lắm mà. Giòn. Nghe tiếng lách tách 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 xèo và bây giờ đến chuẩn bị đến độ là cái nhiệt lửa đây là sẽ lách tách 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 sôi rất là vui tai. Tại sao nãy mà bạn biết là mình hỏi bạn có gia đình chưa không? Bởi vì bạn này vừa đẹp trai và nói chuyện có duyên nè. Anh nói là nhiều chị em mà qua kênh mà phụ nữ mà nghe nói chuyện như thế này là dễ bị thuyết phục lắm. Cho nên là bạn này có người có gia đình rồi. Ở chỗ nãy giờ dắt vòng vòng rồi cũng xém bị lòng vòng theo. Đây là hai lá bánh xèo cho Sự đúng không? Dạ. Là tổng cộng là bao nhiêu tiền nếu mà trong gian hàng ẩm thực này? À, hai lá bánh xèo này với giá là 95.000. 95.000 là ủa? Nó dễ đây, nó lẹ lẹ. Dạ. 50.000 á, 45-50.000 lá đó. Dạ, 45.000. Đó, mọi người thấy hấp dẫn quá ha. Là cái sườn cừu mình có chế biến luôn không? Để cho sườn Sự chia sẻ tới nha. Phía ngoài. Dễ thôi, Sự ra Sự chia sẻ cái sườn cừu rồi cái này cho lên rồi Sự ra Sự ăn cho nóng nha. Yeah. Chia sẻ cái sườn cừu cách làm cho mọi người biết sau này ghé bên 16 Nguyễn Huệ nha mọi người. 16 Nguyễn Huệ mà mốt Sự cũng sẽ đi camera bên. Trời, cái ai mà phải đi toilet mà bà cũng nói Sự phải đi toilet đó mọi người.
Mình ra mình coi cách chế biến của sườn cù. đi xa quá rồi đây. Rồi anh, đây là cái cách mà chế biến món sườn cù nè, em chia sẻ nha. Kia. Đây. Bếp trưởng nhà anh đây. Bếp trưởng đây à? Chào. Chào bếp trưởng. Bếp trưởng đẹp trai vậy? Bếp trưởng nhiêu tuổi rồi? Có người yêu cái gì? 30. 30 hả? Vâng. Mình nhìn chuẩn chưa? Chưa người yêu. Chưa có người yêu cái giờ rồi đúng không ạ? Chưa luôn. Chưa luôn hả? Em ở sao vậy? Sếp chữ thương sắp rồi nè. Dạ. Em ăn sếp của em. Rồi giới thiệu rồi. Đây cũng là đây cũng là sếp của chị luôn á. Chủ Ngọc thì chưa biết thôi. Chủ của Bắc Kinh Khang đấy. Trời ơi nóng hổi nha. Cái mặt đây là đã nướng chín cho em. Thêm một lớp cho nó vàng lên nữa là được vậy. Nó mới cái tái à đúng không? Dạ vâng, mình đi một lớp vàng nữa là đi hai lần là được. Rồi chị cảm ơn em nha. Dạ vâng. Và bây giờ là Sự sẽ chia sẻ trước cái món bánh xèo rồi sườn cù sẽ lên sau nha mọi người. Đây là bánh tráng phơi xương à. Rồi đây là lá bánh xèo của Bình Định. Mình sẽ bỏ vào này nè. Đây. Mọi người nhìn ha, hấp dẫn không? Đây. Bỏ vào. Rồi, đã rau như nữa là xong ha. Ok. Sự mời mọi người nha. Ui giòn nè, mọi người nghe sự bóp nè. Giòn lắm luôn á. Rồi. Cuốn xấu. Wow, hấp dẫn quá mà. Đây. Các cái nắp đậy dễ thương. Rồi bây giờ Sự sẽ thưởng thức cái món bánh xèo ở đây thử cái hương vị như thế nào nha. Đây, Sự mời mọi người nha. Hấp dẫn chưa? Thôi, cảm ơn em. Hấp dẫn quá hả? Sự mời nha. Thôi. Nước chấm ngon, giòn. Camera ngồi đi. Camera bên ngồi. Ngon quá ha. Giòn rộm à. Trời ơi. Cái gian hàng này chất lượng quá hả? Mà ở nhà hàng bên đó mà cũng có cái món bánh xèo tôm nhảy cũng quá tuyệt vời. Buổi sáng ở đó cũng có bán cà phê nha mọi người, 16 Nguyễn Huệ. Ngon quá. Mọi người có biết cái cảm giác mà ăn vào bánh xèo mà nó giòn. Là cái vị bột á, là có pha những cái gia vị bỏ vô nhẹ hơn ngon quá. Rồi bánh tráng phơi xương ăn cũng mềm chứ không có bị dai cứng như mấy cái chỗ khác á. Hấp dẫn à. Có sự mời nha. Ngon. Đúng là hương vị quê nhà luôn. Thơm ngon. Lễ hội này tổ chức vài ngày á, cho nên ai mà ở khu vực Quy Nhơn mà chưa biết thì mọi người đến nha. Ngon quá. Trời. Cái nước ép hôm thử ở đây làm ngon nha. Trời. Ở đây pha nước uống với lại pha đồ ăn ngon quá hả. Ôi món sườn cừu lên hấp dẫn không mọi người. Món này là trong nhà hàng của anh cũng có bán luôn á. À, thay sát vô nè, không? Cái nước sốt vẫn còn trên này nè. Wow. Đây là gì ta? Hãy nói là gì đây nè, cameraman quay vô đây nè. Đó là khoai tây muối cao, sắc theo kiểu muối cao nè. Nóng quá. Tổng cộng ở đây là
hết những cái đây là khoảng 500 ngàn, gần 500 ngàn nha mọi người. Dạ, yeah, dân hàng bán có mấy ngày à? Chứ còn bình thường thì nghĩ giá cũng nhẹ nhàng á. Thế đây mình có thể tới 16 mình hồi buổi sáng mình ăn sáng cũng có bánh xèo luôn ha. Rồi mời nè, trời ơi, ăn không cho mọi người nghe cái độ giòn nè. Em ơi, ở đây buổi sáng là mình có bán tại cà phê rồi ăn bánh xèo cũng có luôn đúng không? Nghĩa buổi sáng mấy giờ là mình mở cà phê? 6 giờ sáng đến 10 giờ là có cà phê, có luôn bánh xèo. Sáng là cà phê với đồ ăn á? À, ở quầy, ở điểm bán này có. Là buổi sáng ở dưới 16 Nguyễn Huệ hả? À không, 16 ở đây thì sẽ không có món cừu này. Cừu này sẽ bán à la carte. Đó, sự mới hỏi là buổi sáng là bán gồm các bánh xèo như vậy? Nhảy là sẽ nằm ở trong hai buffet, trong quầy buffet đã có phục vụ bánh xèo đầy đủ hàng. À buffet, à là bán buffet là một vé là bao nhiêu? À một vé buffet của mình hiện tại đang là 220. 220 một vé buffet là gồm có tất cả các món nhưng mà trong đó cũng có bánh xèo luôn. Đúng rồi. Ăn buffet là sẽ có thử thức bánh xèo. Rồi vậy là buổi sáng nào đó sự sẽ đến, nó sự chia sẻ buffet tại nhà hàng gì ạ? Nhà hàng Bà Lam Mai Sông ở khách sạn Corner Lee. Cái tên khá độc quá, sự nói tiếng Anh nó cũng giỏi là nhà hàng La Mai Sông. La Mai Sông, La Mai Sông rồi. 16 Nguyễn Huệ, bữa nào sự đến sự chia sẻ cho mọi người nha. Cảm ơn nhiều nha. Tại dễ thương quá ha. Bánh xèo ngon, nước chấm ngon. Bột pha vừa và cái gia vị trong này cũng ngon. Hay là tuyệt vời, nãy giờ sở thích. Rất cảm ơn. Không biết sao mà ngon vậy, nhìn chủ ngon rồi nhìn món ăn ngon nữa. Không, chắc là chủ đẹp trai. Chủ cũng ngon, nghĩ vậy chứ chưa ăn. À, vậy luôn. Nhìn tí lấy hứng ăn nhưng mà. Dạ, nhìn phấn khích rồi nhưng mà không biết ăn sao. Em ăn nãy giờ em thấy ngon lắm luôn á. Bữa nay em sẽ qua ăn buffet buổi sáng. Dạ, cảm ơn anh nha. Bây giờ Sầu sẽ thưởng thức món sườn cừu. Sầu sẽ cầm nguyên tay luôn nè. Mọi người nhìn nè. Em bắt người ta quay biết tới bụng em. Mọi người. Trời ơi. Trời ơi, cái sườn cừu nó không có giống như cái hương vị ở trong Sài Gòn rồi anh nha. Nó dai nè mọi người. Trời ơi. Nó cũng có cái lớp mỡ nhẹ, giả sử biết ăn mỡ. Sự không biết ăn mỡ, cái đụng mỡ là cái sự phải bỏ ra. Rồi giờ sự ăn thử cái nước sốt nha. Ở đây món này ngon này nha mọi người. Ở này nãy giờ ở đây mình không có chén hả em? Có chén dĩa không em? Có cái chén hay dĩa gì không? Đây sự ăn cái miếng này đây cho mọi người xem. Đây này nha, cái đây là cái nước sốt này mọi người. Đây cameraman. À nước sốt này sự cháu hồi nãy ăn ngoài miếng này rất là ngon nè, cái màu còn tái đẹp quá ha, nó không phải là chín hẳn nè. Coi thử cái nước sốt như thế nào ha, nhìn màu sắc đẹp quá đây. Wow. À, hấp dẫn quá. Cho sự mời mọi người nha. Trời ơi. Nước sốt cực kỳ ngon, ngon quyện. Có chén là vui rồi. Đây ha. Hấp dẫn quá. Nước sốt, ăn vào nước sốt là nó tăng hương vị ha. Một cái bọc tương. Không có khăn lạnh. Em ơi có bán khăn lạnh ở giấy đây. Sợ ăn mà không có giấy khăn lạnh nó khó chịu. Rồi. Rất là tuyệt vời nha mọi người. Bây giờ Sợ sẽ ăn một miếng nữa rồi Sợ sẽ kết thúc video. Hẹn gặp lại mọi người video sau và yêu thương ủng hộ kênh Bắc Kim Thang Vlog. Đặc sản Bình Định, đặc sản Tây Bắc đi Camille Chita. Địa chỉ 240 Ngô Mai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Số điện thoại 0913420679 nha. Ăn kèm như thế này nữa. Thôi, ngon quá. Trời ơi. Hấp dẫn quá mà.
Rồi, sự mời ha. Rớt con tôm nè. Giòn, mọi người nghe được chưa? Bánh xèo nha. Giòn. Con tôm nó thì nó ngọt, nó mọng, nó tan trong miệng. Đã lắm mọi người. Uống một miếng này nè. Nắng nóng mà ăn trái cây uống nước hoa quả. Dâu hơi chua ha. Dâu đây chấm với sữa ăn mới ngon. Hơi chua. Video đến đây sự xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào video sau. Thời gian qua công việc của sở đang nhiều, sự sắp xếp hơi nhiều công việc cho nên là quay video nó hơi trễ vài ngày, thì mong cô chú anh chị và các bạn yêu thương, thông cảm và đăng ký ủng hộ kênh để cho sự có nhiều động lực trong cuộc sống công việc để mà sự làm nhiều video hay chia sẻ đến mọi người nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.